Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra các chốt kiểm soát phương tiện ra vào thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra chốt C21 tại cổng khu công nghệ thông tin tập trung trên đường tránh phía nam hầm Hải Vân, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Đây là chốt mới được bố trí thêm để tránh tình trạng ùn ứ tại các chốt kiểm soát cửa ngõ. Qua test nhanh hàng ngàn lượt tài xế, tại chốt đã phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19. Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác phân luồng từ xa để đảm bảo bố trí giãn cách, không tập trung đông người tại chốt, lưu ý các lực lượng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, phát hiện kịp thời trường hợp mắc COVID-19, ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài. Công an thành phố cũng như các lực lượng chức năng đã tổ chức rất là hợp lý để cho từ các điểm kiểm tra ban đầu đến việc mà đưa lái xe vào để kiểm tra test nhanh. Rồi việc có kết quả test nhanh cũng như là quy trình giám sát thì cũng tạo kiện thuận lợi cho các lái xe và các phương tiện để thông qua chốt này. Đặc biệt là qua kiểm tra thì cũng đã phát hiện ra một số các trường hợp dương tính. Đây là một trong những biện pháp rất là cần thiết để chúng ta kiểm soát phòng chống việc xâm nhập những người có dương tính vào thành phố trong thời điểm mà chúng ta cần siết chặt cả bên ngoài và cả bên trong. Kiểm tra tại các chốt C5 tại Hòa Phước, chốt C22 tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, đồng thời yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt C5 Hòa Phước cần có phương án hiệu quả, khoa học, chặt chẽ. Địa phương, các lực lượng chức năng cần phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để làm tốt nhiệm vụ. Theo khảo sát ở đoạn trên kia đấy, có những cái điểm dừng nào nữa thì mình tính, mình chia ra. Mình cho từng, ví dụ mấy chục xe vào một đợt thôi. Đấy. Chứ bây giờ nó còn ít, vài hôm nữa nó đông lên là mình sẽ rất khó. Cái thứ hai, cái điểm này cũng phải làm theo như thế. Chứ bây giờ mình vào đến đây, ví dụ cho 10 ông một vào. Cái bàn này kéo dài nó ra. Nhá. Kéo nó ra, mỗi một cái bàn thế này chỉ để có 2 người hoặc 1 người ngồi thôi. Và mỗi một cái luồng vào như này chỉ cho 10 người vào thì sau khi mà có ai hết rồi thì bắt đầu mình mới cho người tiếp vào. Chứ không thì nó sẽ dồn vào như này, nó sẽ rất là khổ. Trước những khó khăn, áp lực của Bộ phận Y tế làm nhiệm vụ tại chốt C5 Hòa Phước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Sở Y tế bố trí sắp xếp luân phiên lực lượng y tế trực tại các chốt, nhất là chốt có lưu lượng xe, người qua nhiều. Cần tăng cường lực lượng cho chốt C5 Hòa Phước, có thể bố trí lực lượng y tế ở quận Hòa Sơn, Sơn Trà hỗ trợ tại các chốt này, rút lực lượng y tế quận Hải Châu về địa phương hỗ trợ chống dịch.